Keo lên, bây giờ là cho cùng nhau có bắt tay đó, cho cùng đào cổ tay đó. Bây giờ cùng đi, bây giờ là quýnh cho lực lượng đi, bây giờ là cùng biết đâu ăn được. Ừ, cũng làm bây giờ anh nhìn đây luôn đi. Đó, đó, anh dịnh đâu mày chưa chuẩn bị tài cái sàn chưa? Đây là cái này ra đây tạm. Hướng nó bị qua đây nè. À, cho thẳng nè. Ready. Đúng rồi. Rồi chưa? Hai đứa chuẩn bị chưa? Sao phải ông phải đứng dậy ông nhúng vô chậu. Ngồi xuống đi. Có lấy chưa? Ai cũng lấy thôi, được quyền lấy thôi. Anh quyền mình mạnh là mạnh. Mình nhấc, mình nhấc là mạnh không à. Ví dụ như anh tôi giật là mạnh là mạnh chứ. Nghĩ sao mà giật là lúc nào nó đứng dậy nó nhúng vô coi chứ. Hổng cái này lên là khó cũng trả là thua. Đúng rồi. Đừng có hở. Có trọng tài, có trọng tài, có trọng tài, có trọng tài. Đâu chưa, đâu chưa? Hoàng Trúc nè, thẳng cái tay lên lên. Giờ xíu rồi, xíu rồi. Đó. Đầu, tay xíu rồi, xíu. Đó, tay mẹ luôn mà sợ gì? Không có sợ, nó giật chứ, chứ không có sợ gì. Được chưa? 1 2 3 Gì? Cái tay này đừng đẩy húng. Không có đẩy, nó dịnh mà đẩy gì? Quá dữ. Xuống! 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 Nữa, hở tay nữa không? Hở rồi, hở rồi, rồi! Hở cái tay coi! Hở tay coi! Hở tay coi! Người ta giật, người ta giật nãy giờ, bước đi, bà chưa có giật nào! Bước xuống! Bước xuống, bước xuống, bước xuống! Nói chung... Thôi vậy tôi nói rồi! Nghĩ sao mà giật nãy giờ? Nghĩ sao mà giật ra gì mà mình đứng chỗ mà nãy giờ mà! Nếp, hai nó thủ! Không có gì! Cái này là biết là mình sẽ đăng lên để cho người ta tự quyết định nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để cho... Chạy mà chạy đừng đi hổ tay không tôi. Chụp năm mươi là chưa gì đâu. Ai, ai, ai qua những cái tay. Hai quý làm gì, hai quý làm gì? Vặt luôn. Vặt luôn. Trong tay. Qua, giờ cái tay lên cái tiếng tay thôi. Thay thay cho dứt. Một, hai. Chứ sao mà bốn hiệu làm chạy tay thôi chứ. Kỹ tay. Tay cái tay thôi, đứng yên. Rồi chiến thắng, winner. Thắng nổi rồi chứ thắng.